Thưa toàn thể bà con, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới chư tôn đức, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con đã hội tụ về đây dự ngày lễ trọng đại, lễ đặt đá khởi công xây dựng trung tâm văn hóa chùa Nhân Hòa của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, hôm nay ngày tốt, trời đẹp, với gần 1.000 đại biểu bà con từ mọi miền của lãnh thổ Ba Lan, từ các nước trong cộng đồng châu Âu, vô cùng hoan hỷ được chứng kiến giờ phút lịch sử trọng đại trong đời sống xã hội nói chung và đời sống tâm linh nói riêng của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đó là lễ đặt đá xây dựng mái chùa thân yêu, mái chùa Việt thân yêu với tên gọi đầy ý nghĩa chùa Nhân Hòa. Mốc thời gian này sẽ lưu truyền mãi mãi trong thế hệ con cháu kế tiếp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và toàn châu Âu. Thưa quý vị, niềm mong ước bấy lâu của bà con cộng đồng người Việt Nam, của chư tôn đức, tăng ni Phật tử, của các tổ chức hội đoàn, của các cơ quan đoàn thể nhà nước nay đã thành sự thật. Chùa Nhân Hòa được khởi công xây dựng với thiết kế hiện đại nhưng rất Việt. Tại khu đất có diện tích gần 8.000 mét vuông trên đường phố với tên gọi rất ý nghĩa, phố Suy Xuất, phố Tương Lai. Chùa Nhân Hòa là ngôi chùa được xây dựng bằng sự chung lòng, chung sức, bằng trí tuệ và tâm huyết của hàng nghìn bà con cộng đồng người Ba Lan, của hàng nghìn con tim cùng một ý nguyện, cùng một tâm huyết, cùng một ý nguyện tâm linh hướng về cội nguồn, hướng về Phật tổ, hướng về đất mẹ Việt Nam thân yêu. Chùa Nhân Hòa sẽ là nơi tụ hội của niềm tin vượt qua mọi biên giới. Chính vì vậy mà chùa Nhân Hòa đã nhận được sự giúp đỡ vô tư về tình cảm, về vật chất của các hội Phật tử, các hội đoàn người Việt Nam ở các nước như Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Hungary, Slovakia, Romania, và đặc biệt là của chư tôn đức, tăng ni Phật tử cùng tổ chức đoàn thể của Việt Nam. Chùa Nhân Hòa sẽ hoạt động theo tôn chỉ của nhà Phật mà chư tôn đức đã đặt nền móng từ những buổi ban đầu. Nhân Hòa sẽ tỏa ánh hào quang Phật pháp đến mọi nhà. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Tu viện Khánh An, Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn tâm linh cộng đồng người Việt Nam yêu đạo Phật tại Ba Lan. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình. Đến tham dự hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Cần Văn, trụ trì chùa Bổ Bảo, thành phố München. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Nghiêm Quang. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Viên Ngộ. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Trí. Và giới thiệu đại biểu quan khách, xin kính mời chúng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo, các hội đoàn, các hội đồng hương, các câu lạc bộ báo phê Việt cùng toàn thể bà con cộng đồng đã về dự hôm nay trong ngày đặt đá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, thượng tọa Thích Trí Chơn, cố vấn tâm linh cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan,
cùng quý các tòa đại đức tăng ni, kính thưa đại sứ Nguyên Hoàng phu nhân và các cán bộ bí thư đại sứ quán nước Việt Nam tại Ba Lan, kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại diện cho các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng cùng bà con cô bác quý Phật tử và các cháu thân yêu, thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi rất nồng nhiệt chào mừng và cảm ơn sâu sắc về sự hiện diện quý vị khách quý, quý chư tôn đức, bà con cô bác quý Phật tử đến từ Ba Lan, Việt Nam, các nước lân cận tại châu Âu trong buổi lễ trang nghiêm và trọng đại này. Tôi thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố lễ đặt đá khởi công xây dựng trung tâm văn hóa tâm linh chùa Nhân Hòa bắt đầu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng sự kiện trọng đại này của cộng đồng. Trong không khí trang nghiêm mầu nhiệm, xin được gửi đến quý vị khách quý, bà con cô bác lời cầu chúc sức khỏe, an lạc, thành tựu mọi công đức. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Kính bạch chi tôn Tiền Đức Tăng, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con cộng đồng, chúng tôi thật vô cùng may mắn có cơ duyên được đảm nhận trọng trách thiết kế và xây dựng công trình trung tâm văn hóa tâm linh chùa Nhân Hòa. Trọng trách này thật là lớn lao, bởi lẽ ngôi chùa, một mái nhà tâm linh, là niềm khát khao, là kết tinh trí tuệ và tâm phúc của đông đảo cộng đồng bà con chúng ta trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã cố gắng nỗ lực tìm hiểu và học hỏi để lựa chọn được một số tiêu chí chính xây dựng ngôi chùa trong tương lai. Ngôi chùa được xây dựng giữa mảnh đất châu Âu nhưng với các chuẩn mực xây dựng nước sở tại, nhưng phải mang vóc dáng kiến trúc truyền thống cổ kính ngôi chùa Việt. Thiết kế nội thất hiện đại nhưng ngôi chùa phải hòa quyện với cảnh quan kiến trúc sân vườn xung quanh, tạo được không khí linh thiêng nơi cửa Phật. Ngôi chùa được đảm bảo phục vụ sinh hoạt tâm linh của cộng đồng người Việt hiện tại, nhưng cũng phải đáp ứng được sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng con cháu chúng ta trong tương lai. Với điều kiện khí hậu châu Âu, ngôi chùa được thiết kế đảm bảo mọi sinh hoạt đi lại, sử dụng phải tiện lợi, chi phí điện nước, sưởi bảo trì bảo tồn phải tiết kiệm. Thiết kế cũng cho phép xây dựng từ nhiều giai đoạn để phù hợp với khả năng tài chính của cộng đồng chúng ta. Hôm nay, chúng tôi xin vui mừng được báo cáo những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và kế hoạch triển khai xây dựng trong thời gian tới. Về mặt kiến trúc, chùa Nhân Hòa đã được công ty thiết kế kiến trúc Thăng Long, một đơn vị uy tín có nhiều kinh nghiệm thiết kế chùa chiền và các công trình tâm linh tại Hà Nội thực hiện. Tính toán kết cấu xây dựng được đảm nhiệm bởi công ty thiết kế kiến trúc Ba Lan, công ty Man Antikiski. Phần tâm linh được bảo trợ chỉ dẫn của thầy cố vấn Thượng tọa Thích Chí Sơn. Trung tâm văn hóa tâm linh với tâm điểm là chùa Nhân Hòa được chính quyền Ba Lan cấp phép xây dựng vào ngày 15 tháng 4 năm 2013. Ngôi chùa được xây dựng trên khuôn viên với diện tích 8.181 m², với các thủ tục pháp lý mua mảnh đất đã được hoàn thành vào tháng 9 năm 2011. Mảnh đất đã trở thành tài sản vĩnh viễn của cộng đồng người Việt chúng ta tại Ba Lan. Ngôi chùa trong giai đoạn hiện đại được xây dựng với tổng diện tích sử dụng là 800 m², 2 tầng, bao gồm một Phật đường tĩnh lặng đủ cho 300 Phật tử tụng kinh niệm Phật, một hội trường hoàng pháp cho 400 người, hệ thống thông thoáng khí cơ hợp, hệ thống sưởi toàn bộ, hệ thống sưởi sàn toàn bộ, hệ thống an ninh an toàn hiệu quả, hệ thống loa đài camera truyền hình, giảng pháp hiện đại tiện dụng, một khuôn viên sân chùa rộng 500 m², một ao sen rộng 250 m², gác chuông cổng tam quan, một khu vực đỗ xe rộng rãi và quảng chùa thoáng đãng yên tĩnh. Cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương, các cơ quan tham gia thiết kế, đến cộng đồng đông đảo bà con đã động viên giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị vẫn là chỗ dựa lớn lao để chúng tôi hoàn thành trọng trách lớn lao trong thời gian tới. Khoảng cách
nối niềm vui khoảng cách thời gian, nối niềm vui ngày lễ trọng hôm nay với thời gian hoan hỷ, chúng ta cùng thành tâm bước vào ngôi chùa thành kính dân hoa niệm Phật. Một năm khoảng thời gian thật là ngắn, chiếc chìa khóa thành công chính đã nằm trong lòng thành tâm sâu lắng của quý vị và bà con cộng đồng chúng ta. Kính chúc quý vị sức khỏe và thịnh vượng. Chư tôn đức hiện diện, kính thưa ngài Nguyễn Hoàng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ba Lan, cùng phu nhân và các quý vị trong cơ quan đại diện, kính thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó trưởng ban dân vận Trung ương, cùng các quý vị trong phái đoàn, kính thưa bà chủ tịch quận Lena Vola, cùng các quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại, kính thưa chư vị khách quý, đại diện các hội Phật tử, các tổ chức hội đoàn, cùng toàn thể bà con kính mến đạo Phật đang có mặt. Hôm nay chúng ta hướng về cội nguồn của dân tộc, hướng về đạo Phật Việt Nam, cùng nhau chung sức chung lòng để xây dựng trung tâm văn hóa tâm linh chùa Nhân Hòa. Nếu như chúng ta hiểu chùa là nơi thờ Đức Phật, nơi truyền bá giáo pháp, nơi hành trì tu tập của chúng tăng, thì chính ngôi chùa là nơi định hướng cho chúng ta có được lễ sống thật, đi trên con đường giải thoát, giác ngộ mà Đức Phật đã đi, chư tổ đã đi, tiên tổ của chúng ta, ông bà của chúng ta đã đi, và hôm nay chúng ta tiếp tục đi trên con đường này. Thoát khỏi cái phạm trù tôn giáo, ngôi chùa còn là một nét đẹp văn hóa sâu đậm của người con Việt Nam. Với tâm nguyện của bà con của chúng ta xây dựng một ngôi chùa tâm linh, đây là niềm khát khao cháy bỏng, và sự kiện hôm nay đã được chính thức đặt viên đá tại mảnh đất lành nơi quê hương thứ hai này. Tôi tin tưởng với sự yểm trợ của các cơ quan chức năng, với lòng nhiệt huyết của chúng ta, Phật sự sẽ viên thành. Chúng tôi cũng nhận thức rằng Ba Lan là một đất nước hiền hòa và tôn trọng các nền văn hóa cách biệt, và tôn giáo đạo Phật, văn hóa đạo Phật sẽ là một bông hoa để tô điểm thêm cho vườn hoa văn hóa Ba Lan được tốt đẹp thêm và xinh tươi hơn, cũng như một số nước các bạn đang sinh sống tại đây có thể đến với ngôi chùa này. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có được sức khỏe, có được nhiều an vui và thành tựu mọi ước nguyện. Cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng trung tâm văn hóa tâm linh chùa Nhân Hòa được thành tựu tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu, những tấm lòng vàng và sự nhiệt huyết của quý vị với chùa Nhân Hòa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.